có nhiều ma sự này thiện hiện nếu thiện nam tử thiện nữ nhân khi nghe hỏi sao chép thọ trì đọc tụng tu tập tư duy vì người diễn nói kinh bát nhã ba la mật đa sâu xa ấy không có các ma sự lại có thể viên mãn bát nhã tịnh lự tinh tấn an nhẫn tịnh giới bố thí ba la mật đa lại có thể viên mãn pháp không nội pháp không ngoại pháp không nội ngoại pháp không không pháp không lớn pháp không thắng nghĩa pháp không hữu vi pháp không vô vi pháp không rốt ráo Pháp không không biên giới, pháp không tàn mạn Pháp không không đổi khác pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp Pháp không chẳng thể nắm bắt được Pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh lại có thể viên mãn chân như pháp giới pháp tánh tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác tánh bình đẳng tánh ly xanh, định pháp trụ pháp thật tế cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, lại có thể viên mãn thánh đế khổ, thánh đế tập diệt đạo, lại có thể viên mãn bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, lại có thể viên mãn tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ, lại có thể viên mãn bốn niệm trụ, bốn tránh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, lại có thể viên mãn pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, lại có thể viên mãn mười địa Bồ Tát, lại có thể viên mãn năm loại mắt, sáu phép thần thông, lại có thể viên mãn mười lực Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng, lại có thể viên mãn pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả, lại có thể viên mãn trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, lại có thể viên mãn tất cả pháp môn Đà La Ni, tất cả pháp môn Tam Ma Địa, lại có thể viên mãn tất cả hạnh đại Bồ Tát lại có thể viên mãn quả vị giác ngộ cao tột của chư phật thì này thiện hiện nên biết đó đều do sức oai thần của phật gia hộ các thiện nam tử thiện nữ nhân ấy khiến cho họ khi nghe hỏi sao chép thọ trì đọc tụng tu tập tư duy diễn nói kinh bát nhã ba la mật đa sâu xa ấy ma sự không khởi lại khiến viên mãn bát nhã tịnh lự tinh tấn an nhẫn tịnh giới bố thí ba la mật đa lại khiến viên mãn pháp không nội pháp không ngoại pháp không nội ngoại pháp không không pháp không lớn pháp không thắng nghĩa pháp không hữu vi pháp không vô vi pháp không rốt ráo pháp không không biên giới pháp không tàn mạng pháp không không đổi khác pháp không bàn tánh pháp không tự tướng pháp không cộng tướng pháp không tất cả pháp pháp không chẳng thể nắm bắt được pháp không không tánh pháp không tự tánh không không tánh tự tánh, lại khiến viên mãn chân như pháp giới pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghi, Lại khiến viên mãn thanh đế khổ, thanh đế tập diệt đạo, lại khiến viên mãn bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, lại khiến viên mãn tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ, lại khiến viên mãn bốn niệm trụ, bốn tránh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực bảy chi đẳng giác tám chi thánh đạo lại khiến viên mãn pháp môn giải thoát không pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện lại khiến viên mãn 10 địa bồ tát lại khiến viên mãn năm loại mắt sáu phép thần thông lại khiến viên mãn 10 lực Phật bốn điều không sợ bốn sự hiểu biết thông suốt đại từ đại bi đại hỷ đại xả 18 pháp Phật bất cộng lại khiến viên mãn pháp không quên mất tánh luôn luôn xả lại khiến viên mãn trí nhất thiết trí đạo tướng trí nhất thiết tướng lại khiến viên mãn tất cả pháp môn đà la ni tất cả pháp môn tam ma địa lại khiến viên mãn tất cả hạnh đại bồ tát lại khiến viên mãn quả vị giác ngộ cao tột của chư phật lại nữa thiện hiện tất cả như lai like, ứng tránh đẳng giác trong mười phương thế giới vì các hữu tình hiện đang thuyết pháp cũng dùng thần lực gia hộ các thiện nam tử thiện nữ nhân ấy khiến họ khi nghe hỏi sao chép thọ trì đọc tụng tu tập tư duy diễn nói kinh bát nhã ba la mật đa sâu xa ấy không có các ma sự này thiện hiện tất cả chúng đại bồ tát ở địa vị bất thối chuyển trong mười phương thế giới cũng dùng thần lực gia hộ các thiện nam tử thiện nữ nhân ấy khiến họ khi nghe hỏi sao chép thọ trì đọc tụng tu tập tư duy diễn nói kinh bát nhã ba la mật đa sâu xa ấy không có ma sự hết quyển thứ ba trăm